Shopmobiviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello chào các bạn, hôm nay Mô Việt sẽ đọ nhân phẩm với con khỉ đá Ngộ Không, hay còn gọi là Mỹ Hầu Vương, Bật Mã Ôn, Tế Thiên Đại Thánh, Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn và Hành Giả Tôn. Có cái danh hiệu đấu chiến thắng Phật. Thực ra thì Ngộ Không là vị tướng nhân phẩm mà, phải đọ nhân phẩm thì mới chơi tốt được. Nhân phẩm cao thì auto chí mạng, còn nhân phẩm ui hai phát thì một phát chí mạng anh em ơi. Nhưng mà gõ gậy thì không chí mạng, đánh thường lại chí mạng, thế mê đen. Nhưng không sao, có mạng hoặc có điểm hỗ trợ được rồi. Thậm chí là có thêm mạng của Edon nha. Trời ơi anh em, thanh niên tính bắt Natalia team mình anh em ơi. Này thì bắt này ăn một gậy lên bảng đến số luôn. Anh em có biết là Ngộ Không có 72 phép biến hóa thần thông và trường sinh bất lão đúng không? Thì hôm nay thì Mô Việt sẽ chơi phong cách trường sinh bất lão cho khỉ Ngộ Không. Khi mà chưa bao giờ mình sử dụng cái rìu Leviathan cho khỉ, cộng với việc là nên những trang bị khiến khỉ bất tử. Anh em có biết những trang bị bảo mệnh của game Combine không nhở? Đó là liềm đặt mệnh này, giáp bảo mệnh này, găng tay kêu thịnh nộ này, quả cầu băng xương này, rồi thuẫn nham anh em ơi. Trời ơi, đọc tên những cái trang bị đó thì đã cảm thấy nhức óc rồi. Thực sự những trang bị đó thì không hợp cho khỉ, nhưng mà lên ý thì mình sẽ trường sinh bất lão nha. Ok, và đây là phong cách thú vị mình nghĩ ra và thực hiện theo cầu hình như có một bạn yêu cầu cũng rất lâu rồi. Bây giờ mình nhớ ra và mình thực hiện theo cầu của bạn đó. Ok, và chân thành cảm ơn bạn đã có một cái ý tưởng rất là hay để mình thực hiện nha. Một ý tưởng này rất là hay chứ không phải là chôn. Không phải là chôn mà là trải nghiệm nha anh em ơi. Dạo gần đây thì Mô Việt làm rất nhiều clip trải nghiệm. Rất nhiều con tướng đi rừng dị lạ đặc biệt. Nhưng mà đó là những clip trải nghiệm, và những clip trải nghiệm Mô Việt luôn không muốn anh em học theo mình. Chỉ là mình trải nghiệm, mình lại quay clip và anh em xem thôi, xem là đủ rồi. Bởi vì hôm qua mình có đọc rất nhiều bạn cảm thấy là anh MOBA dạo này troll nhiều quá, làm các bạn học theo ý các bạn đấy là các bạn trẻ trâu học theo phá game, nhưng mà không có đâu anh em ơi. Ok, đó, mình chơi rất là nghiêm túc mà, mình làm clip anh em ơi, chơi rất là nghiêm túc, dù lên đồ gì lúc nào cũng cover team, hỗ trợ team, gánh gọi là gánh điên đảo, gánh khắp map luôn. Trời rất nghiêm túc nha. Và mình không khuyến khích anh em học theo thì lấy đâu các bạn đấy làm theo mình đúng không? Trời ơi. Ok. Thực ra thì để lên cái đồ trường sinh bất lão ấy, đồ bảo mệnh nhiều ấy, thì nếu mà lên sớm thì mình khá là yếu thôi nha, mình sẽ lên hai găng tay anh em ơi. Lên hai găng tay hoặc lên cái thanh kiếm. Có khi là lên hai găng tay là có tầm 24% thì chí mạng là ok rồi. Đấy, sau đó thì mình sẽ lên cái liềm đặt mệnh và cái giáp hộ mệnh. Trời ơi, chắc nên hai cái đồ đấy mình khỏi chết luôn. Bởi vì anh em ơi, đã lên rìu đã trâu rồi, lại còn có đồ bảo mệnh nữa chứ. Ok, đấy thực sự là phong cách hay mà mình thực hiện. Hôm trước thì có thực hiện Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa khi lên full phép rồi. Đó là clip trải nghiệm mình thấy rất là thú vị, và anh em cũng không nên căng thẳng, không nên gì quá. Mình nghĩ là như vậy, không nên căng thẳng quá. Khi làm clip thì Mô Việt luôn muốn là mang những điều thú vị mới lạ của game Loco Bay đến với anh em để các bạn xem trải nghiệm thôi. Chứ không phải muốn anh em học theo và muốn anh em đi phá game đâu nha. Ok. Ôi, phải lướt nhanh nhở. Trời ơi, hạ xuống, rơi xuống. Rơi xuống lại gậy nhé. Ăn gậy phát nữa này. Đường tam luôn. Trời ơi, hôm nay đi đi ăn thịt đường tam hơi nhiều. Có khi là ăn được cũng trường sinh bất lão rồi nha. Ủa anh em thấy mình gõ chưa? Trời ơi. Nãy giờ là không chí mạng, nhưng mà đánh linh lính 3 phát chí mạng cả 3 nha. Được một phát chí mạng lên người của Laglot 1k2. Ok. Là bây giờ làm sao mà chơi được mình nữa. Cái tầm này thì Laglot không có cửa rồi. Bởi vì anh em ơi, Laglot bắt nạt mình bởi vì mình máu mỏng mà. Nhưng mà mình xanh hơn. Thứ hai là mình trâu hơn thì kiểu gì bắt được anh em ơi.
thậm chí là bây giờ sơi hết bùa của bạn Lacrosse nha. Anh em nào có yêu cầu có phong cách nào thú vị hơn, hay hơn, lạ hơn nhớ comment nha. Cùng với là muốn Mô Việt thực hiện những biệt đội nào, những team nào thì cũng comment. Bây giờ mình đang có một team, nói chung là dù một đứa em với ba bạn đánh chung, nghĩa là một team 5 anh em ơi, để làm những cái clip về team theo cầu của anh em. Anh em có team nào hay thì nhớ comment nha, nhớ comment cả tên trang phục nữa anh em ơi. Ok, trời ơi, khi đến khi đập, ui kìa anh em ơi, ui chí mạng ghê phết anh em ơi. Hình như làm quả triple kill rồi, đúng rồi, triple kill. Đúng rồi, khỉ quá ghê, cái đại khỉ vẫn quá ghê luôn. Nếu anh em nào muốn khỉ chơi khỉ trâu thì các bạn có thể chơi phong cách rìu Leviathan. Nhưng chỉ là rìu thôi, sau đó anh em lên hai đồ chí mạng, một đồ xuyên giáp là các bạn chơi khỉ rất là ok. Và nhớ là chơi khỉ bây giờ anh em ơi. Ui trời ơi, nhân phẩm anh em ơi, nhân phẩm tượng thừa rồi. Đập ra lanh la của Dot, lú cái đầu luôn. Em có thể chơi phong cách này nhưng mà chơi kiểu chơi rìu thôi. Sau đó thì các bạn sẽ lên cái đồ chí mạng như bình thường. Và lúc đầu các bạn lên cái rìu Gron thôi nha. Rìu Gron thôi, late game sẽ đổi thành rìu Leviathan sau. Chứ rìu Leviathan này không có tác dụng mấy đâu. Đấy là phong cách châu bò của con khỉ. Đòi chạy, ui anh em ơi, chí mạng kìa. Phê phết nhở. Mà tuy là chí mạng chỉ có hơn 1k thôi, 1k rưỡi thôi, chưa đến 1k rưỡi, 1k4, nhưng mà những phát đập nó liên tục và mình rất là trâu. Đấy, được cái là hay lên như vậy anh em ơi. Có khi là trận này cũng phải gánh team tốt đấy. Trời ơi ui, đập lú cái đầu luôn, thực sự nhân phẩm. Anh em thấy mình nên có đúng hai găng tay. Bài học của mình có đâu đây là 7% tỷ lệ chí mạng. Trời ơi, cộng vào thì xương là cũng được 30%. Mà không hiểu tại sao 30% của mình nó lại ghê gớm như vậy. Vô lý anh em ơi. Chắc là do nở rồi. Nhân phẩm là nhân phẩm ở đây chứ đâu. Ở đây là không phải phong cách mà thử đam siêu to khổng lồ đâu. Phong cách này thì thực sự rất là trâu. Vậy hiện tại thì anh em thấy đấy, bây giờ thì mình chắc là rất là khó bị giết bởi vì có cái liềm rồi. Nhưng mà yếu máu cũng phải chạy thôi. Về bảo ơi. Ui Slim bắn kìa. Về đi. May quá là các bạn ấy không truy là mình cũng có khi là mình phải chạy thôi. Thật ra là cổ vũ bạn Slim chơi thôi, chứ không dám vào pha đấy đâu anh em ơi. Yếu máu rồi. Ok. Cái ngọc của khỉ ngộ không ý, thì ngọc đỏ các bạn dùng ngọc sát thương chí mạng nha, chắc chắn là 10 viên rồi. Ngọc tím thì anh em dùng một chút ngọc hút máu cho mình thì các bạn mới trụ lên tốt được, là mới hack vàng farm tốt được. Đi rừng mà không có ngọc hút máu ý, farm cực kỳ anh em ơi, không hack vàng được và rất là yếu. Ơi bạn ơi, la chuẩn bị ra đây này. Ôi đông thế nhở. Ôi anh em ơi, tôi có 4 đứa thôi, chạy lui bạn ơi, lui. Tưởng có 1-2 người thì mình chơi chứ 4 đứa thì chịu rồi. Ok. Thực ra nếu anh em chơi khỉ thì anh em đều biết là con khỉ rất là sợ con Mina. Nhưng mà phong cách này thì mình lại không sợ Mina. Không sợ nhưng mình không đánh được Mina đâu. Mình cứ bỏ qua Mina, anh em lấy con Mina qua thì mình sẽ tập trung là đánh Merga với Vio. Đấy, chơi khỉ phải đập những con chủ lực nha. Đấy anh em ơi. Trời ơi, nó đập chí mạng cho hơn 1k6 rồi. Mina thì chắc là chưa được 1k đâu. Nhưng mà đập sướng phết anh em ơi, thôi ăn tà thần đi, win đi. Lo được nha anh em ơi. 10 phút 12 mạng. Không cần thánh kiếm. Không cần đồ trang bị công. Toàn đối thủ thôi. Nhưng mà đập team mạng cũng ngu người luôn ý. Công nhận con tướng này mà anh em chơi có nhân phẩm tốt ý là chơi cực kỳ hay. Còn nếu anh em nhân phẩm cùi thì chơi con này phế.
Mình thấy nhiều anh em chơi con này rất là phế, nhưng mà nhiều anh em chơi rất là ghê. Là do nhân phẩm này anh em ơi, chứ không phải là do chất tướng đâu. Thôi. Cái phần trăm nó lúc nào nó cũng lú cái đầu luôn. Ở hiện tại thì Shopee Việt đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp hè 2021 nha. Anh em nào mà học xong rồi thì muốn có cái link chơi game thì nhớ lên shopmoviet.vn. Link shop phần mô tả video clip của Moviet. Mua một cái link để ủng hộ Moviet nha anh em ơi. Link liên quân này, link Free Fire này, link tốc chiến này, link PUBG này, link game nào cũng có nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bán găng tay đi và mình lên những cái đồ thủ còn lại. Cái đồ cuối cùng thì chắc chắn là cái trang bị quả cầu băng xương rồi. Nhưng mà chưa mất giáp không bạn em ơi, chưa mất liềm. Và làm thế nào mà mình mất bây giờ nhỉ? Thì bạn chết hết rồi. Có khi hổ báo một tí anh em ơi. Nhiều khi anh em thấy mình đánh rất là cẩn thận, anh em cảm thấy chán, nhưng mình đánh chuẩn mà anh em ơi. Đánh chuẩn đánh có hổ báo đâu. Đánh hổ báo là toang ngay đấy. Ok. Đập xong lại nhảy ra. Không có chí mạng. Đập. Trời ơi. Không có chí mạng. Đập không chí mạng nhưng có mạng. Ok. Ở nói chung là cái đồ này thì team bạn nhìn thấy đồ của mình là không dám chơi rồi. Không dám chơi luôn anh em ơi. 14 mạng cho Khỉ Ngộ Không trường sinh bất lão. Tuyệt vời. Ok, video clip mùa Việt trời Khỉ đến đây hết rồi. Xin chào anh em và bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.